Lý do thực sự khiến cộng đồng mạng phản đối Lý hiện yêu Dương Tử tất cả là tại nhà trai. Việc Dương Tử tái hợp năm chính cá mực hầm mật không được lòng fan, lý do là gì? cô giáo phương hòa là dự án truyền hình mới của Dương Tử, được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của tác giả Ý Thiên Trọng. Phim được kỳ vọng sẽ bạo ngang ngửa trường tương tư. Nhờ độ hot của nguyên tác cộng sự dày dặn kinh nghiệm đóng cổ tràng của Dương Tử. Sau nhà đồn đoán, blog số chung gây chú ý khi tiết lộ Lý hiện sẽ đóng chỉnh trong phim. Hiện hai diễn viên chưa nên tiếng đình chỉnh thông tin trên các diễn đàn mạng phan lý hiện dọa thoát phan phản đối thần tượng tái hợp dương tử nguyên nhân đầu tiên chính là việc chia phiên vị nên là phim đại nữ chủ lại dĩ nhân dương tử sẽ được quan tâm nhiều hơn lý hiện rất dễ bị lô mở thậm chí văng xuống phiên hai tuy nhiên sáng nay mùng chín tháng 11 nhiều bài đăng của blogger rèo tên lý hiện trên mạng xã hội đồng thời đính kèm tạo hình cổ trang xấu lạ của nam diễn viên theo đó nhiều người suy đoán nguyên nhân sự thật khiến fan phản đối lý hiện đóng quốc sắc phương hoa do anh không hợp đóng cổ trang trong quá khứ, nam diễn viên thường xuyên bị xếp vào nhóm nhan sắc thảm họa khi đóng cổ trang, nên nên phim rất dễ bị hắc. Hiện khán giả vẫn đang rất tò mò về đội hình chính thức của quốc sắc Phương Hoa. Trong thời gian tới, Dương Tử vẫn còn nhiều tựa phim trở lên sóng, trong đó có Một mãi mãi yêu kết hợp với Phạm Thừa Thừa, phim đã tung ra một số ấn phẩm truyền thông cho ngày lên sóng. Bên cạnh đó có tin đồn Dương Tử quay lại thăm trang hành, tựa cổ trang bị đáp chiếu nhiều năm trước đặc biệt lâm canh Tân được đồn đoàn sẽ thế vai ngô diệp phàm nên duyên của mỹ nam sinh năm 1992. tuy nhiên mới đây blogger trung bất ngờ đăng tải thông tin lâm canh tân không đóng thanh trăm hành cùng sương tử điều này khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang chờ đợi một thông tin chính thức từ phía đoàn phim